Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay anh Giang anh chuẩn bị lên cái cây sung này bạn. Cái sung này nó nằm nó kinh nha bạn. Ta muốn cắt những đậu thì khúc một khúc này. Chứ không có cho nó rớt xuống nước nha bạn. Trong nhưng mà hạn chế tối đa rớt ra ngoài mương nhưng mà nhanh này rớt không rớt mình nhanh đây ui vô ghê không hơi dính nghe cái đọt hơi trúng mình nha bạn lên luôn mà
nhảy vô đây luôn coi. Xong cũng đón xuống đầu tiếp nha Oh.
xuống cắt lóng mấy cái thằng mình đứng ở trên đó.
xuống đến cái góc được rồi. Xong các bạn, kết thúc video đây các bạn, hẹn các bạn ở video sau nha.